Đức đang thi đấu thực sự không tốt trong năm 2020 và đó vốn dĩ không phải hình ảnh người ta thường thấy ở cỗ xe tăng. Sau 3 lần ra sân, gồm 2 trận ở Nations League và 1 trận giao hữu, thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw chỉ có được 3 kết quả hòa trước các đối thủ đa phần bị đánh giá yếu hơn như Thụy Sĩ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Không thể phủ nhận, Đức đang sở hữu đội hình đẳng cấp vượt trội so với Thụy Sĩ và giới mộ điệu không bất ngờ nếu cỗ xe tăng có được niềm vui chiến thắng ở trận này. Nhưng nếu nhìn vào phong độ thực tế, nhiều khả năng đây sẽ là chiến thắng nhọc nhằn của thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw. Hiện tại, Đức cho thấy rõ dấu hiệu sa sút khi để Tây Ban Nha cầm hòa với tỷ số 1-1 và cũng hòa với tỷ số tương tự ở trận đấu lượt đi trên sân của Thụy Sĩ tại Nations League 2020-2021. The Mashup mới chỉ thắng có 6 trận, còn lại là 1 trận hòa và nhận tới 12 thất bại theo kèo châu Á ở 19 trận mới đây. Bên kia chiến tuyến, trận hòa 1-1 trước chính Đức ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Nations League cũng chính là những gì đáng kể nhất mà Thụy Sĩ có được trong chuỗi thành tích của mình ở năm 2020. Bởi 2 lần ra sân còn lại, Thụy Sĩ đều để thua sát nút trước Ukraine và Croatia. Đức sẽ được thi đấu trên sân nhà, vì thế mục tiêu của họ là những chiến thắng, dẫu cho đối thủ có là ai đi chăng nữa. Một Thụy Sĩ với phong độ hết sức yếu kém lúc này chắc chắn cũng nằm trong số đó. Rõ ràng, người Đức vẫn luôn sở hữu một dàn nội binh. Rõ ràng, người Đức vẫn luôn sở hữu một dàn đội hình hết sức đồng đều và đầy chất lượng ở bất cứ trong giải đấu nào. Tuy nhiên, việc không thi đấu cùng nhau quá lâu khiến những cầu thủ này mất đi sự ăn ý. Thế nhưng sau nhiều trận đấu khi quay trở lại, thì chắc hẳn Đức lúc này sẽ trở lại với vị thế đáng gờm như xưa. Và trước một Thụy Sĩ cũng với lối chơi vô cùng tệ thì ắt hẳn, người Đức sẽ trông chờ vào một chiến thắng tưng bừng cho đội nhà. Hàng công của Đức đã cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn sau khi ghi 3 bàn vào lưới của Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt trận giao hữu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hàng thủ cũng đang là nỗi lo của đội bóng này khi họ liên tục phải nhận bàn thua qua các trận đấu. Trong khi đó, bối cảnh tương bừng bàn thắng cũng thường xuyên xảy ra với một Thụy Sĩ có lối chơi cởi mở và phóng khoáng vào lúc này. Với mức kèo tài xỉu mà nhà cái đưa ra, thì người chơi nên đặt niềm tin vào cửa tài cho trận này. Kèo châu Á thể hiện ưu thế cho Đức so với Thụy Sĩ. Ngoài ra, họ sở hữu đẳng cấp và chất lượng đội hình hoàn toàn vượt trội so với Thụy Sĩ. Với những lý do đó, thì người chơi nên đặt niềm tin vào cửa chủ nhà Đức cho trận này. Dự đoán tỷ số: đội tuyển Đức 3, đội tuyển Thụy Sĩ 1.